con dâu đánh cắp tài khoản ngân hàng của mẹ chồng rồi chiếm đoạt gần 470 triệu. Lợi dụng mẹ chồng sơ hở, Vân Anh đã đánh cắp mật khẩu ngân hàng, mật khẩu iCloud và nhập vào máy của mình rồi chiếm đoạt gần 470 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mẹ chồng. Trưa ngày 24 tháng 3, thông tin từ Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Trương Vân Anh, 34 tuổi, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để làm rõ hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Công an quận Ba Đình nhận đơn trình báo của một người phụ nữ trên địa bàn tên Y về việc tài khoản ngân hàng của bà bị mất gần 470 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an quận Ba Đình xác định Trương Vân Anh là người đã chiếm đoạt số tiền trên. Đáng chú ý, Trương Vân Anh là con dâu của bà Y. Tại cơ quan điều tra, Vân Anh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, Vân Anh khai lợi dụng mẹ chồng sơ hở khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đã nhớ được mật khẩu đăng nhập. Sau đó, Vân Anh dùng điện thoại của mình đăng nhập tài khoản iCloud, tài khoản của Apple và tài khoản ngân hàng của mẹ chồng để thực hiện giao dịch chuyển tiền sang tài khoản khác để mua 19.800 đô la Mỹ, mang về nhà cất giấu. Vân Anh khai nhận sẽ mang số USD này đi bán dần để lấy tiền tiêu xài khi thấy thời cơ thích hợp. Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý Vân Anh theo quy định pháp luật.